Sau đây là bản tin cuối ngày của Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, từ 16 giờ ngày 10 tháng 9 đến 16 giờ ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 32 ca nhiễm mới, tăng 21 ca so với ngày 10 tháng 9. Trong đó có 9 ca trong khu cách ly tập trung, 14 ca trong khu vực phong tỏa, 9 ca trong cộng đồng. Cụ thể, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 22 ca và 2 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch làng bè đực nhỏ sông Rạng, thôn 2 xã Long Sơn, trong đó, 5 ca trong khu cách ly tập trung gồm 2 ca tại khách sạn Sami, 1 ca tại khách sạn Ibis Tai, 1 ca tại Bệnh viện Dũng Tàu, 1 ca tại trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ, 10 ca trong khu vực phong tỏa phường Thắng Dị, 9 ca trong cộng đồng gồm 4 ca tại phường 10, 3 ca tại phường Thắng Dị và 2 ca phát hiện tại chốt kiểm dịch làng bè được nhỏ, sông Rạng, thôn 2, xã Đông Sơn. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 5 ca, trong đó 3 ca tại khu cách ly trường tiểu học Nguyễn Minh Khanh, 2 ca trong khu vực phong tỏa phường Phước Nguyên. huyện Nông Điền ghi nhận 3 ca, trong đó 1 ca tại khu cách ly trường tiểu học Cao Giang Ngọc, 2 ca trong các khu vực phong tỏa tại thị trấn Đông Hải. Như vậy, tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay, số ca F0 ghi nhận trên địa bàn tỉnh là 3.760 ca, trong đó huyện Long Điền 1.404 ca, thành phố Vũng Tàu 1.267 ca, huyện Xuyên Mộc 612 ca, thị xã Phú Mỹ 263 ca, Thành phố Bà Rịa 116 ca, huyện Đất Đỏ 73 ca, huyện Châu Đức 24 ca. Bệnh nhân mới nhập trong ngày là 37 ca, đơn số lượng ca mắc mới tính từ ngày 28 tháng 6 đến nay là 3.760 ca. Bệnh nhân khỏi bệnh ra viện trong ngày là 93 ca, tỷ lệ khỏi bệnh là 79,83%. Số người đang cách ly tập trung 1.116 người, tăng mới vào 63 người, giảm hoàn thành cách ly 191 người. Các địa phương đang tiến hành truy vết các F1, F2, F3. Các địa phương nhất là các xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách, thực hiện triệt để nghiêm ngặt các quy định về giãn cách, cách ly. Ai ở đâu ở đó, bảo đảm an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặt. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn. Phát huy mạnh mẽ các mô hình, đi chợ giúp dân mua lương thực thực phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ shipper giao hàng cho dân. Tuy nhiên, cần quan tâm hơn đến việc đảm bảo hàng hóa, lương thực thực phẩm có chất lượng, giao hàng kịp thời đến tận hộ dân. Đơn vị nào không bảo đảm chất lượng hàng hóa thì kiên quyết không cho thực hiện việc mua bán online. Tập trung tối đa lực lượng để nhanh tiến độ xét nghiệm trên diện rộng để sàng lọc phát hiện sớm người nhiễm trong cộng đồng, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, để kịp thời triển khai cách ly khoanh dùng điều trị phù hợp. Tổ chức tốt việc tiêm vaccine khi được phân bổ, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu, các lực lượng tham gia phòng chống dịch, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai và các đối tượng khác theo quy định. Tập trung chỉ đạo quán triệt đầy đủ sâu sắc mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch đến lãnh đạo xã phường thị trấn theo phương châm lấy xã phường thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ. Tăng cường kiểm tra giám sát xã phường thị trấn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế yếu kém, bảo đảm theo phương châm mỗi xã phường thực sự là một pháo đài, mỗi người dân thực sự là một chiến sĩ và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Các ủy chính quyền mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể tại xã phường thị trấn thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, tăng cường công tác vận động, quy động người dân là chủ thể tham gia tích cực hiệu quả công tác phòng chống dịch. Động viên hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách, tuân thủ đầy đủ yêu cầu 5K và thông điệp 5T của Bộ Y tế các địa phương đang thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, cần đặc biệt lưu ý không đóng dội chủ quan trong việc mở cửa các hoạt động mua bán kinh doanh các mặt hàng thiết yếu. Cơ sở nào bảo đảm đủ điều kiện phòng dịch thì mới cho mở cửa kinh doanh. Đặc biệt là các chợ truyền thống phải thực hiện đầy đủ công tác chuẩn bị như lấy mẫu xét nghiệm tiểu thương khử khuẩn, sắp xếp lô sạp sẵn sàng mở cửa cho kinh doanh mặt hàng thiết yếu bắt đầu từ ngày 15 tháng 9. Kiên quyết giữ vững các chốt kiểm soát không để mầm bệnh lọt nhằm giữ dững dùng xanh ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh nhằm sớm trở lại cuộc sống bình thường mới